điểm của em thì em biết nấu ăn. Đặc biệt sở trường em là nấu cháo anh. Cháo hải sản, cháo bò, cháo heo, nấu hết. Cháo heo là... Cháo thịt heo đó chị ạ. À hên quá. Em tên là em tên là Nguyễn Văn Bằng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ em là nhân viên quản lý về container cho một hãng container lớn của Hàn Quốc ạ. Dạ quê em quê gốc ở Quảng Ngãi anh ạ. Em làm việc ở quận mấy Bằng? Dạ em làm việc quận nhất anh Quyền Linh. Bây giờ mời đàn gái mình nói về bản thân mình nha. Thì em tên là Phạm Thị Thu Đan, năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Phú Yên, đang làm nhân viên mua hàng cho một công ty may mặc ở bên Hàn Quốc, làm việc tại quận nhất ạ. Bằng nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình đi Bằng. Dạ ưu điểm của em thì em biết nấu ăn. Đặc biệt sở trường của em là món cháo anh. Cháo hải sản, cháo bò, cháo heo gì em nấu được hết. Dạ. Cháo heo là... Cháo thịt heo đó chị ạ. À hên quá. Chứ người quê mình mà nghe nói cháo heo là nấu cho heo ăn đúng không em? Dạ. Ưu điểm tiếp theo của em là em là một người rất là thân thiện. Nhược điểm của em thì cũng như bao bạn nam khác thì cũng có tính bề bộn, hay vứt đồ lung tung này kia. Chưa có vợ thì vậy thôi. Dạ vâng. Có rồi em sẽ biết. Dạ vâng. Không được bộn bề vậy đâu. Em có một cái lời hứa với một cái anh thể dục thể thao. Em hơi quá cân mà em hẹn hoài mà chưa có thực hiện được nhiều anh. Anh cũng đang có lời hứa với anh thể dục thể thao đó mà hứa hoài cũng vậy thôi. Dạ vâng. Bây giờ mời Đan. Cái ưu điểm của em thì mọi người hay nói em là khéo tay. Em có thể nấu ăn hoặc làm những đồ handmade. Về cái nhược điểm của em thì hơi nhút nhát và hơi gọi là giải quyết vấn đề theo cảm xúc nhiều hơn. Có những cái vấn đề như em hay lời hứa là giảm cân. Nữa ha, lời hứa giảm cân mà cũng không bao giờ thực hiện lời hứa được em, đúng không? Em có chỉ là giảm leo lên cân thôi. Đó, hôm trước anh cũng... bước lên cân á, là cái cân nó nói người này béo quá, cần giảm cân. Cách đây 2 ngày anh bước lên nó không nói vậy, nó nói cân này không cân heo. Rồi à, tình duyên mình thế nào em trai? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình từ sinh viên. Mối tình gần đây của em là cách đây 2 năm anh ạ. Quen và tìm hiểu bạn đó cũng hơn 1 năm. Cái điều mình rút ra kinh nghiệm ở đây là mình phải có sự chín chắn, chuẩn bị kỹ lưỡng trước hôn nhân. Đúng rồi. Về kinh tế cũng như là công việc. Mời đàn gái. Dạ thì em cũng giống như bạn thì trải qua 2 mối tình. Thì một mối tình là cũng thời sinh viên, thì em quen bạn đó tính khi mà ra trường. Và sau đó thì em có quen một bạn nữa thì chia tay cách đây 1 năm. Quan điểm về để đi tiến xa hơn trong cái chặng đường tiếp theo ấy, thì nó không đồng quan điểm về phong tục tập quán. Em muốn tìm một người đàn ông lý tưởng cho mình là như thế nào? Luôn luôn là một người đàn ông có thể mà chăm sóc em, bảo vệ em ở vấn đề phía bên ngoài. Còn tổ ấm thì để em lo. Bằng ơi, dạ vâng, em cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn một người phụ nữ cho bản thân mình là như thế nào? Em không có đặt cho mình một cái hình mẫu nào gọi là lý tưởng hết ạ. Với em thì em mong muốn tìm được một người phụ nữ chung thủy, biết chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình hai bên. Vấn đề do người đàn ông, tất cả mọi thứ đàn ông chúng ta nên chủ động để có thể làm cho phụ nữ yên tâm. Hoặc là mình làm gì đó thì chắc chắn cái sự chung thủy đó sẽ thay đổi. Dạ. Em nghĩ xem ngày hôm nay mình sẽ gặp người con gái thế nào? Tương đồng với em anh. Tương đồng là sao? Cao giống em. Cao giống mũng em. Mũm miệng cũng giống em. Mũm miệng giống em. Dạ vâng. Rồi. Với em tóc ngắn dài cũng được anh ơi. Em không quan trọng về mái tóc cho lắm. Trắng hay da ngâm? Như em là được anh. Em thích mặc váy hay thích mặc quần jean hay thích mặc quần tây? Em nghĩ mặc váy thì sẽ đẹp hơn. À. Chào anh. Ồ, nụ cười rất là thấy tươi. Chưa? Mặc váy trắng. Trắng hơn em. Anh rất thích khi nhìn em. Ngay cái lần đầu tiên đó là nụ cười nha. Nụ cười em làm xóa đi tất cả những muộn phiền trong cuộc sống. Và nếu như có gia đình, có người đàn ông bên cạnh, có những người xung quanh, hãy cười lên bất kỳ lúc nào đó để ta cảm giác là rất là yên bình. Dạ, em đấy. Muốn tìm người giữ em nụ cười này anh ơi. À, nhiều khi đàn ông làm gọi là phụ nữ khó chịu quá cũng cười không nổi đúng không? Dạ. Điều gì ở đàn ông mà em không thích? Nhậu nhẹt. Không, đàn ông cũng có nhậu một chút cho nó vui. Không, cái khả năng là em có nói là người đó có thể uống được. Tại vì em uống có được. Nên là người đó phải uống được. Rồi. Rồi không có gọi là tính hay ghen. Người đó có tính gia trưởng. Em định khoảng khi nào để đàn trai bước tới? Mình không có định được anh ơi. Ví dụ như mà mình vô mình thấy mình điện nó giật quá thì mình tới luôn cũng được. Ừ. Còn nó không giật thì mình cứ từ từ. Bạn trai bên anh á rất chững chạc. Cũng có thể là một cái chỗ dựa tạo nên cái niềm tin nào đó cho bất kỳ ai luôn. Yeah. Anh nói như vậy đó để bà mối qua coi phải không? Đâu. Chứ đàn trai là chịu đàn gái rồi đó. Anh chào chị Nam Thư.
Ồ, dễ thương. Dạ, ủa, cảm ơn đâu chị. Trời, nãy giờ nghe em và anh Linh nói chuyện, tưởng tượng chắc chị nghĩ qua chắc mập bụng phệ lắm. Vừa vừa thôi chị ạ. À, thôi ý, dạ, ấy chút thôi. À, cũng giống như anh thôi. Anh là muốn gấp đôi người ta luôn. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Ăn nhiều xíu chị. Ăn nhiều không phải là cái tội, tại vì ai nấu ngon mình phải ăn thôi. Em có thích ngủ nhiều không? Em không thích ngủ nhiều. Dạ, em ngủ đủ giấc thôi chị. Một giấc của em đủ là khoảng bao nhiêu tiếng? Tầm 6 đến 8 tiếng chị. Em thích ngủ, em ngủ tầm khoảng nhiêu tiếng? Có tầm 8 đến 10 chị. 8 đến 10, ừ, hai đứa bay trời sinh một cặp rồi đó. À, em thì cũng hay đi tiếp khách hàng chị. À, lâu lâu phải đi giao lưu với các anh em. Nhậu việc phia thì em để nó ngủ luôn. Sáng ngày em mới tắm. Sáng tắm còn hơn. Anh mấy lần vậy đó, anh nghĩ là sáng anh ngủ dậy anh tắm anh quên anh đi luôn. Nhưng chuyện đó sau này có vợ, vợ lo. Em không? Leo lên giường nằm kế em mà không tắm. Yên tâm chị, em dội nước tự động tỉnh vô tắm. Đấy, nhẹ nhàng đơn giản, dội nước tỉnh tự động đi tắm. Dạ. Em nãy giờ nói chuyện á, em có hình dung được cô gái bên này là một mẫu người như thế nào không, về ngoại hình đó? Có thể nghe bạn kể nó mỉm chứ càng càng giống em à. Em thích vậy mà. Dạ. Em nói là cũng cô gái mỉm mỉm giống như em mà. Dạ, dạ. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em tưởng là anh cao lắm nhưng cũng như em. Người chững chạc, hơi gọi là nghiêm túc, nhìn khuôn mặt dễ gần. Nếu sau chương trình này chúng ta có duyên, anh có thể mời em đi ăn. Mập rồi đó. Mình ăn chay được không anh? Ăn chay mà hạp là nó mập bạo nữa. Yeah. Nhiều khi biết đâu mình cảm xúc quá, mình nhìn nhau cũng no nữa. Ồ, hay quá. Anh có định hướng gì cho cuộc sống nếu như mà mình tiến tới hôn nhân sau này? Đương nhiên là phải lập nghiệp ở Sài Gòn rồi. Mong muốn 2 năm tới thì anh sẽ mua một cái chung cư trả góp. Thì nếu lập gia đình thì sẽ về ở đó. Anh tự mua hả? Anh sẽ tự mua. Vợ không có liên quan đúng không anh? Về cái quan điểm mà trong cái cuộc sống hôn nhân á, thì anh quan điểm như thế nào? Anh quan điểm là hai người phải tôn trọng nhau. Hai vợ chồng cùng làm, cùng chia sẻ công việc nấu ăn chẳng hạn. Em nấu cơm, anh rửa chén chẳng hạn như vậy. Và anh có thể nấu. Lỡ em không thích làm hết sao? Không, cái đó, điều đó thì anh nghĩ cũng không quan trọng. Anh đi làm về muộn không ạ? À? Anh sẽ sắp xếp công việc để về sớm. Sắp xếp về sớm, trong tuần anh về sớm được bao nhiêu ngày? Đa số thì thường thường khoảng 8 giờ là anh, 8 rưỡi là anh về tới nhà rồi. Chết bà rồi, thế em nấu cơm à? Em yên tâm, anh sẽ rửa chén cho em. Thôi em sẽ mua cơm hộp. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì anh cũng có một ca khúc tặng cho em cùng MC Nam Thư, anh Quyền Linh cùng toàn thể các vị khán giả trường quay và khán giả truyền hình. Từ khi qua đây anh đã biết bối rồi, vì những lúc thoáng em cười anh đã biết con tim hoa xuân hé nụ. Người yêu ơi xin em chớ quên, anh nào biết, anh nào có hay. Hạnh phúc trôi qua tay, giấc mộng tan. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến, tình thôi xót xa. Hay quá. Cảm ơn. Đan ơi. Dạ. Vậy em có món quà tinh thần nào đáp lại cho bằng không? Dạ có, để em mở quà chị. À. Thì à, em có cây bút em muốn tặng anh. Cảm ơn. Trời ơi, dễ thương vậy. Em muốn là một người đàn ông bước ra ngoài thì phải là lịch thiệp, lịch sự. Và cái cây bút thì nó rất là gần gũi với công việc của mọi người gần như là hàng ngày. Và một cái ý nghĩa mà muốn sâu xa nữa là anh dùng cây bút để vẽ lên cuộc đời tươi đẹp cho hai đứa sau này. Trời ơi. Em nhìn anh thì em thấy rất là dễ gần. Hy vọng là mình có cơ hội tiếp xúc nhau để trao đổi nhiều hơn. Rồi, hết thời gian. Kiểm tra lại một lần cuối. Chuẩn bị. 3 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng em. Chúc mừng. Đẹp đôi dễ sợ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau đi. Trời xin phép. Hay quá vậy ta. Dễ thương. Rồi bây giờ là tới một cái thủ tục mà em hết sức là yêu thích ở bạn muốn hẹn hò. Nụ hôn đầu tiên sau khi bấm nút. Bình tĩnh, đừng xỉu nha. Em xin phép anh chị. Để em. Để em đúng không? Để em quá. Bản lĩnh tuyệt vời đấy. Cảm xúc của mình mà. Bằng mọi hình thức hả chị? Tùy em, hình thức nào cũng được.
Trời, đứng quay qua đó vậy, đứng quay giật. Ông giống như là thôi tôi không muốn đâu gì đó. Đừng ngay ngôn gì nữa. Dễ mà, thương. Tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cảm ơn. Dễ thương hết sức. Đụng tóc rồi cưng, tôi hôn vào má cô ấy. Đúng không, đầu tiên nó quan trọng lắm, làm lại đi bằng. Dạ em xin phép lại. Không biết cái lỗ tai nó nhột lắm. Kỳ quá. Bạn đàn ông đâu bằng. Nào. Má. Không, chưa có được, không được tôi bắt hoài luôn á. Bây giờ em thấy trúng chưa, dính chưa? Dạ dính rồi. Mà dính vô tóc hay vô má? Ngày vô tóc má. Vô tóc kìa. Vô tóc kìa, thấy chưa? Bằng. Dạ vâng. Vô má đàng hoàng. Dạ em xin phép lại. Rồi.